một mẫu lồng chim mà được rất nhiều anh em quan tâm và hỏi thăm. Đây là một cái mẫu lồng cu gáy hổ phù nhé. Em này thì chạm trổ cực kỳ đẹp cho anh em này. Đấy, chạm chân hổ phù này. Lồng được thiết kế theo form trái đào mặt cắt nhé. Toàn bộ nang của lồng thì em sẽ sử dụng nang nội này. Đó, em này thì vừa hoàn thiện xong và bên em sẽ chuẩn bị lên đường trả cho khách hàng. Có nhiều anh em thắc mắc là cái phần cửa của chiếc lồng này thì ở đâu. Đây là chính là cái phần cửa luôn nhé. Anh em chỉ đẩy lên này. Đấy. Anh em dùng hai tay nó tiện, như em đang một tay nó hơi khó này. Đấy, mình đẩy lên xong mình kéo chếch ra bên ngoài một xíu hoặc là kéo chếch vào trong đều được, là mở rất là dễ dàng luôn nhé. Đó, và cái phần chốt và khay này, đây chính là cái phần chốt khay nhé. Anh em rút phần này ra này, mình có thể nhấc được cái phần khay đế để vệ sinh cho chim nhé. Khay đây này. Đấy, mình rút cái chốt này ra để vệ sinh cho chim. Mà anh em lắp lại thì anh em đặt đúng, có cái chốt lỗ đây thì anh em đặt xiên đúng vào là mình có thể chốt được lồng nhé. Đó, size của lồng sẽ là 32 cm. Anh em quan tâm mẫu lồng này thì có thể liên hệ với siêu thị lồng chim để đặt lồng nhé.